Hai anh chào tất cả anh em nha. Nay nông cơ Vinh Quang mình mới về chiếc Cibora D335 nha. Chiếc này thì dùng mái che đây. Có thêm cả gầu súc đây anh em nha. Đây, gầu súc nguyên bản của nó luôn nha. Súc còn rất là mới nha. Chiếc này được bán ra giá là 142 triệu anh em nha. Gồm cả gầu súc luôn nha. Dòng Sierra này thì cày xới cũng như là kéo mót thì rất là ok đó anh em. Đây, quay qua xe cho anh em coi ha. Máy xe nè. Lốp sau thì còn rất là mới anh em nha. Thông số lốp là 12 428 này. Rồi, bánh trước của nó là chạy bánh số 818 nha. 818 đây nè. Trước này thì nó có gai thì còn cao nhưng mà hơi răng, cái này thì vẫn chạy ok đây anh em. Zebra này. À, cái này là cần gài cầu của nó anh em nha. Quay qua các cần số luôn này. Cái này gài cầu này. Cái này là cần bên chỗ tăng tốc của cầu nha. Tăng tốc cầu này, thường thông thường thì mình dùng cái cần dài này nha, còn cần này thì mình không có dùng nha. Dòng này thì chạy mót là rất là ok đây. Sát xe rất là đầm nha. Sát xe này rất là đầm, rất là dài và rất là đầm nha. Rồi, ok, mình sẽ test thử gầu súc cho anh em ha. Máy đã nổ rồi anh em nha. Các cái đồng hồ vẫn còn báo nè. Đồng hồ về đồng hồ dầu nè. Đồng hồ báo nhiệt độ nè. Nâng thử lên xem chiều cao tối đa của nó khoảng bao nhiêu anh em nha. Wow, khá là cao đấy. Chiều cao của nó chắc khoảng cỡ 2 mét, hơn 2 mét anh em nha. Nó nâng lên chắc cao hơn 2 mét đó. Rồi, cùng kiểm tra thử tiếng động cơ anh em. Máy nổ rất là êm anh em nha. Khi lên ga thì có hơi rít rít, đó là tiếng của dây Cura anh em nha. Dây Cura hơi trùng. Và tiếng máy thì rất là êm đó. Tiếng động cơ rất là ok. Rồi, ok, chào tất cả anh em nha. Anh em nào có nhu cầu về chiếc Cibora D335 này, nếu mà mình mua mỗi cái đầu không hoặc là mua cả đầu cả gầu súc hoặc là mua một gầu súc này thì mình đều bán cả anh em nha. Rồi, chào tất cả anh em nha. Anh em nào có nhu cầu về chiếc xe này thì xin vui lòng liên hệ nha. Rất là cảm ơn anh em thời gian qua đã theo dõi kênh của bên mình ha. Chào và cảm ơn anh em rất là nhiều nha. Mong anh em cho một like đăng ký để video được chạy nhanh hơn nha. Rồi, ok, chào tất cả anh em nha.